Ê, bà lại đóng tiền hộ cho tôi đi chứ. Trời ơi, bà nhìn đồng hồ mới sáng à, chưa có thu tiền thu gì trơn. Cái tiền, cái đó tết rồi tiền rồi, muốn gì tới chiều ghé. Bà hẹn 5 ngày rồi nha, ngày nào bà cũng hẹn ngày mai 5 lần rồi đó. Thì mới có 5 ngày thôi, làm gì dữ vậy. Trời, bà mắc cười quá, là tiền đâu tôi chàng cho bà. Lúc bà hốt á thì bà hối với dao lẹ, lúc đóng thì bà hẹn hò hoài. Thì chủ hụ rồi bắt đặt phải chàng cho ta em chứ. Trời ơi, tiền bạc muốn cái gì, chiều qua, tại bà qua đúng lúc thôi. Thì tôi mới hẹn, sáng sớm ai trả tiền. Hẹn hoài à, 5 ngày nay rồi, tiền lên tôi chặn bà. Chị Bi à, chị có tiền không? Cho em mượn tiền đi, con em nó bệnh quá mà giờ trong túi không có đồng nào hết trơn á. Tại mày nuôi con kiểu gì bệnh hoài nè. Trời ơi, trời, chở gió chở trời, nó bệnh rồi đâu biết được đâu. Chị giúp em đi nha. Mày bớt cờ bạc lại đi, có tiền lo cho con à. Có đâu. Nhiều. Cho mượn 500, nếu có thêm cho mượn 1 triệu cũng được nữa. Ờ. Cảm ơn chị nha. Trời. Không có tiền nó mũi, có tiền cho mượn. Trời, nó coi con mẹ này nãy giờ đi chồng lâu dữ, có bụi trời trong đó luôn trời. Tao đau bụng chứ làm gì mà hỏi kỳ cốc vậy. Trời, nó coi mới sáng sớm qua đây hả, ngồi có bụi trong đó luôn trời. Trời, chắc tao đau bụng mà tao không cho tao đi. Tao qua nhà mày chơi, lỡ tao đau bụng thôi chứ bộ tự nhiên tự nhà tao chạy qua nhà mày đi cầu chắc. Thôi thì mai mốt qua nhà mày đi đà, xong đi rồi hãy qua nhà tôi. Sáng sớm nhà tao chưa mừng ăn gì chứ, mừng qua mà. Trời ơi, đi có bụi trời, ghê quá. Tại vì tao uống rồi. Thôi, tao đi vô tao lấy tiền ra ấy chưa. Rồi, em cảm ơn chị nha. Ủa, 10 triệu còn chiếc vòng đâu ta? Con mẹ Phương Heo này chút ai hết trơn á. Phương Heo, nãy giờ bà ra ngoài sau nhà tôi bà cắp tiền tôi đúng không? Cái gì? Mày ăn nói gì kỳ vậy gà? Tao chị em qua chơi không à? Mày hổ cái mày đổ thừa này thừa nọ hoài vậy? Ở cái xóm này á, ai còn lại gì tính tình của bà nữa hả? Tay chân mà nhám nhúa đi tới đâu người ta có thòng bị cho đó hết trơn á. Nè nè, mày đừng có nói vậy nha. Chị em lối xóm, tao qua chơi với mày thì lỡ tao đau bụng á thì tao ra. Rồi mày cứ nghi vấn hoài à. Đó, mấy em thấy đó, lối xóm không mà nó hở, nó ác mồm ác miệng với chị vậy không à. Phải rồi, tại vì nãy giờ chị vô nhà bả nghi chị là đúng rồi. Ủa, vậy là mỗi lần chị vô nhà là đổ thừa chị hay sao? Thôi mệt quá, tao đi về. Bà chưa có xong với tôi chưa nói xong mà. Chứ cái gì nữa, tao đã nói là tao không có lấy nha. Từ sớm giờ chỉ một mình bà vô nhà tôi à, bà có lấy ai đây? Đúng rồi, bà không lấy không lẽ tôi lấy, tôi có vô đâu. Ờ, nhà này đông người vậy á, chắc mình đâu lấy à. Thôi mệt quá, tao không nói chuyện tụi bay nữa, tao đi về đây nè. Không có đi cha. Bực thiệt luôn á, bà nội này lấy chúng ai trơn á. Phương Heo, tôi ẩm ẩm á, tôi ngủ không được. Cái gì vậy? Tôi hỏi này, bây giờ bà có lấy bà trả lại cho tôi đi. 10 triệu bạc chứ phải ít đâu. Kỳ vậy bảy gà, chị đã nói là chị không có lấy, mà từ bên nhà em đã nhằn vặt chị rồi mà về qua đây em còn nói gì vậy? Bà nói vậy không có được, trong nhà chỉ có một mình bà à. Mà trong cái tiền tôi mới cất vô nữa chứ phải không đâu. Mới vừa cất xong rồi bà qua tới, bà không lấy ai lấy? Tao đã nói là tao không lấy, tao hết lời rồi. Mày nói hoài à, mày qua chơi á thì tao cảm ơn chị em nhau có chạy qua chạy lại chơi. Tao thề luôn. À, tao thề luôn á. Chiếc vòng này của tôi nè, bà trả lại cho tôi. Nè, phải đâu phải một mình mày có chiếc vòng này đâu. Trời ơi, bao nhiêu chiếc vòng, tao cũng mua tao đeo được vậy. Cái này của tôi còn cộng dây, tôi còn nó bông nữa, bà trả lại cho tôi. 10 triệu bạc nữa. Tao đã nói là tao không lấy. Mày đừng có ngang ngược quá. Bà không lấy đâu, tôi đưa bà lên công an đó. Tao thích mày đó. Bây giờ mày... bà trả không? Tao không trả, mày làm gì tao? Trả cho tao.
mày trả sao 10 triệu nữa? Tao không trả đó, mày làm gì tao? Tao tố cáo mày á, tự nhiên qua nhà cái lý gian tao à? Trước khi mà tố cáo hả, tao đập mày chết cho. Mày nghe được hả? Mày vô mày lấy tiền trả tao. Mày sai cho mày nhá nốt. Là chị em với nhau qua nhà người ta chơi thì chơi, đừng có chân tay nhắm nhúa để làm những chuyện như vậy là không tốt. Đừng nghĩ trên phim không có đâu nha, ngoài đời có 100% luôn đó.